Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tạp chí Anh nhìn miền Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay ngày 4 tháng 5 thì như thường lệ chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất nhé. Các bạn mến, cái Huawei P30 Pro vẫn còn chưa hết hot thì sự chú ý đã tiếp tục được đổ về phía Mate 30 Pro, dự kiến sẽ được ra mắt vào tháng 10. Và chiếc smartphone này sẽ có bộ vi xử lý mới mạnh mẽ hơn nhiều. Cụ thể thì Mate 30 Pro sẽ được trang bị bộ vi xử lý Kirin 985 dựa trên tiến trình 7 nanomet mới nhất. Sẽ có một phiên bản Mate 30 Pro được tích hợp chip modem Velon 5000 của Huawei để hỗ trợ mạng 5G. Với Mate 20 Pro thì chúng ta đã có màn hình OLED 6,39 inch thì kích thước được đẩy lên tới tận là 6,7 inch trên chiếc Mate 30 Pro. Và màn hình của Mate 30 Pro được cho là sẽ uốn cong cả bốn cạnh. Tuy nhiên thì chưa rõ là chúng ta sẽ có một màn hình giọt nước hay là đục lỗ. Nhận diện khuôn mặt vẫn sẽ tồn tại nhưng chắc chắn sẽ có sự cải tiến, thế nên phương thức ưu tiên vẫn là vân tay trong màn hình. Mặt sau sẽ có 4 camera xếp thành hình vuông và có đèn flash LED nằm chính giữa giống như thiết kế của Mate 20 Pro. Không rõ về thông số của cụm 4 camera này, nhưng trong đó thì chúng ta sẽ có một cảm biến 3D TOF để đo chiều sâu. Mate 30 Pro đi kèm với viên pin dung lượng là 4200mAh, có thể không nhiều so với smartphone màn hình lớn. Bù lại thì nó sẽ lại đi kèm với công nghệ sạc nhanh SuperCharge 55W giống smartphone gập Mate X và sạc ngược không dây 10W, thế nên không có gì đáng lo ngại về thời lượng pin cả. Và hiện tại thì giá bán của chiếc Huawei Mate 30 Pro này thì vẫn chưa được tiết lộ. Các bạn mến, mới đây thì một bộ ảnh dựng mới về chiếc iPhone 11 Max tiếp tục xuất hiện và nó thì trông mượt mà không tưởng. Những hình ảnh dựng với chiếc iPhone 11 và 11 Max cách đây vài ngày được tạo nên thông qua việc tham khảo những tập tin CDA thó được từ nhà máy sản xuất các mẫu iPhone thế hệ tiếp theo, cho chúng ta thấy được cái nhìn khái quát về chiếc iPhone mới. Thế nhưng bản thân của những hình ảnh dựng đó lại khá là cơ bản và nhàm chán, và chúng được dựa trên các tin đồn dò dỉ mới nhất. Sau đó thì những hình ảnh gần đây có độ chính xác rất cao. Tuy nhiên thì có một điểm chính mà các ảnh dựng có lẽ sẽ khác so với hàng thật, đó chính là màu sắc. Mới đây thì KMax hình dung với iPhone 11 Max với hai màu là Space Gray và Gold, nhưng khu vực xung quanh cụm camera bao ống kính lại đều có màu đen trên cả hai phiên bản. Rõ ràng như vậy thì nó sẽ đẹp hơn. Thế nhưng tin đồn lại cho biết là Apple sẽ thiết kế một khu vực này trùng với màu phần còn lại của mặt lưng. Một điểm thú vị khác về ảnh dựng của iPhone 11 Max của KMax là cho chúng ta thấy được chế độ giao diện tối sắp ra mắt trên iOS 13. Nhiều nguồn tin cho biết là chế độ giao diện tối này chắc chắn sẽ xuất hiện trên các phiên bản cập nhật iOS sắp tới đây. Và điều đó cũng hoàn toàn hợp lý khi nhiều iPhone hiện nay đều được trang bị màn hình OLED với các điểm ảnh không phát sáng nếu hiển thị màu đen. Và chế độ giao diện tối không chỉ tuyệt đẹp mà nó còn giúp tiết kiệm pin và bảo vệ mắt cho người dùng nữa. Các bạn mến, Honor sẽ dự kiến tổ chức một sự kiện tại London vào ngày 21 tháng 5 tới đây để ra mắt bộ sản phẩm Honor 20 Lite, Honor 20 và Honor 20 Pro. Trong số này thì Honor 20 Lite vốn đã được ra mắt với tên gọi là Honor 20i tại Trung Quốc. Hình ảnh mặt lưng mới của Honor 20 và Honor 20 Pro đã được dò dỉ khá nhiều lần. Thế nhưng mới đây thì mặt trước của Honor 20 Pro mới lộ diện. Hai bức ảnh mới đây được đăng tải bởi Digital Trends cho thấy Honor 20 Pro sẽ có thiết kế màn hình đục lỗ cho camera trước. Đây là thiết kế mà chính Honor đã áp dụng đầu tiên với Honor 20 View ra mắt vào cuối năm ngoái. Và trong cả hai bức ảnh thì camera trước của Honor 20 Pro đều được giấu đi một cách rất khéo léo nhờ làm các tấm nền. Dự kiến thì Honor 20 cũng sẽ có thiết kế màn hình tương tự với 20 Pro. Tuy nhiên thì trong khi Honor 20 Pro có màn hình OLED 6,5 inch thì Honor 20 chỉ có màn hình là 6,1 inch. Và tin đồn trước đó thì cũng cho biết rằng Honor 20 và 20 Pro đều có cảm biến vân tay trong màn hình. Phía sau Honor 20 Pro chúng ta sẽ có 4 camera, trong đó có một camera với cảm biến chính Sony IMX 640MP. Các camera còn lại sẽ bao gồm camera góc rộng, camera 3D TOF và camera tiềm vọng. Honor 20 sẽ chỉ có 3 camera sau, nhưng chúng ta sẽ có một camera trước 32MP. Tương tự Honor 20 Pro cùng với chip Kirin 980 sẽ được trang bị cho cả Honor 20 và Honor 20 Pro. Tuy nhiên, Honor 20 Pro của chúng ta sẽ có phiên bản 8GB, trong khi Honor 20 chỉ có 6GB. Và cả hai máy đều được trang bị hệ điều hành Android 9 Pie với giao diện EMUI 9 mới nhất. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tạp chí Anh nhìn miền Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiến đóng góp nào thì hãy để lại thật nhiều phía dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.